Tín Hiền chào bác nhá, chào bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục chương trình video thì em lên nhanh bác một số mã hàng bên em đang phân phối nhá. Quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn này. Các bác có nhu cầu hóa được vui lòng liên hệ trực tiếp theo hai cái số điện thoại em đang để trực tiếp hình nhá. Gọi điện theo hai số đấy để em tư vấn và chốt đơn hàng. Lưu ý em là hóa đơn trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Ở tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm xanh, cái cây kìm này để chuyên về các bác cắt chân linh kiện này, các bác cắt dây đồng, dây kẽm này. Đấy, chuyên để các bác dùng để cắt chân linh kiện nhá. Đấy, cắt linh kiện thì rất ok đây. Cắt nó xem đây, em lấy cái miếng bìa cắt tiết nó xem này. Con này thì khá sắc bén luôn, cắt cực kỳ ngọt như này. Đó. Cắt rất ok. Đấy, các bác về dùng cắt dây thép, dây đồ, cắt chân linh kiện này rất là hợp lý luôn. Đấy, cắt dây đồng, dây điện cũng ok luôn nhá. Nó nhỏ gọn tiện lợi, nhỏ nhưng mà có võ. Đấy, cắt rất ngọt luôn. Cái phần lưỡi nó rất là ngọt đây. Đấy, lưỡi cực kỳ ngọt nhá, cắt cực kỳ ok luôn. Có phần lò xo trợ lực này. Đấy, lò xo trợ lực hợp lý, giá thành hạt rẻ 30.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được cái cây kìm xanh, kìm xanh nhá. Bên em đang bán một cây kìm xanh này với giá sẽ là đi 30k này. Kìm xanh, kìm xanh chuyên để bác cắt chân linh kiện, cắt dây điện, dây đó, dây kẽm rồi. 30k đâu nhé, 30k nhỏ gọn tiện lợi. Đấy, bác nào mà anh em thợ điện rồi là thợ điện tử xài này ok này. Đấy, cắt chân linh kiện, cắt đồ đạc thứ ok cho em luôn. 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Đấy, em cũng báo giá luôn, đang bán một cái bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140k nha, 140k. Lên mã em sẽ là cái bộ kéo tóc nhá, bộ kéo tóc, đó, kéo cắt tóc nhá. 140.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc nha. Đây em sẽ view các xem thực tế về sản phẩm này. Bộ này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp này, nguyên vỉ, nguyên bao luôn. Đó, mới nguyên vỉ luôn nhá. Đây, đấy, mới nguyên trong bao, đựng đi kèm một cái bao da đựng để các để kéo này bên trong này. Sẽ gồm có là hai cây, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa nhá. Đây là cái cây kéo chuyên để các bác cắt tỉa này. Đây, cây này chuyên để các bác cắt tỉa này. Hàng hiệu Kai Japan. Đó, rất sắc bén luôn nhá. Đây. Đó, cây này chuyên để các bác cắt tỉa này. Hợp lý luôn, sắc bén lắm, cắt ok. Tiếp theo đây là một cái cây chuyên để các bác cắt thường này, cây này cắt thường. Đó, đây. Đi qua coi nhá, đẹp lắm, bộ này đẹp, chất lượng, hàng của Kai, yên tâm về chất lượng rồi, dùng cực kỳ sắc bén, bao dùng bao sắc mang luôn. Cắt cực kỳ ok. Đấy. Một bộ sẽ gồm có là hai cây, đấy, hai cây, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa hàng của thương hiệu Kai Japan. Đó. Và đi kèm cho bác là một cái bao da đựng như thế nữa để khi mà các bác sử dụng mà chẳng may là các bác có bị làm rơi kéo là nó có cái bao da nó đỡ này. Đấy, chống sốc này, chống bị vênh kéo thứ này. Đấy, vì cái dòng kéo cắt tóc này các bác dùng cũng nên để ý cẩn thận nhé. Mình có va đập vào, mình có làm rơi là nó lần sau không được cắt đâu, nó vênh kéo không được cắt luôn nhá. Đấy, các bác dùng cũng nên cẩn thận cái sản phẩm này nhá. Kéo cắt tóc nhá, đang bán một bộ cả hai cây luôn với giá sẽ là 140.000. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái con bóng đèn 4 cánh nhá. Lên mã em sẽ cái bóng đèn 4 cánh nhá. Con này về bác dùng gia đình này, cần những cái ánh sáng rộng này, lắp ở những cái chỗ nào mà nó rộng này. Đôi khi những cái bóng nhỏ không thể chiếu sáng hết được nha, bác mua này xem. Con này công suất của nó 100W nhá. Đấy, 100W sử dụng điện 220. Ánh sáng cho ánh sáng màu trắng, đuôi sử dụng sẽ là đuôi xoáy nên là về bác rất là dễ dùng, dễ lắp đặt này. Đấy, nó sẽ xòe ra hình như một chiếc cánh quạt này, như một chiếc quạt trần này. Đấy, các bác dùng để lắp thắp sáng nhá. Nó sẽ sáng nó bốn cánh vùng quanh và một cái xóa tròn ở giữa. Con này thì hiện tại em đang gửi bác giá tốt luôn. 90.000 một chiếc nhá. Lên mã cho cái bóng đèn 4 cánh. Bóng 4 cánh nha. Đang bán sẽ là 90k cho một chiếc bóng đèn 4 cánh em nhá, 90k. Đó, rất ok luôn. Hàng thì sử dụng dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện và cái tuổi thọ pin, cái độ tuổi thọ sử dụng bóng rất là lâu. Đó, cái này thì bữa trước thì em đang bán khoảng tầm 1-2 năm trước, có những lúc mà nó lên cao điểm, con này hot lắm, cao điểm 150, 200 một con luôn. Đấy, đợt này nó về hàng thì nó về đều nên là giá nó sẽ tốt hơn, 90k nhá. Lên mã em sẽ là cái bóng đèn 4 cánh. Đó. 90k một quả này, công suất là 100W nhá. Đấy, dùng ánh sáng gia đình hợp lý này. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thắt lưng cá sấu vàng này. Đó. Giá thì hạt rẻ lắm, 130.000 một sợi này nhá. Dòng thắt lưng vân cá sấu cực kỳ đẹp luôn, da rất là mềm, mặt rất đẹp này. Đó, đây. Ở mặt nhá. Hàng này của nó sẽ là hàng lấy cài này, để chúng ta bóc ra bác coi. Xung quanh con này thì với tầm giá này thì một cái sản phẩm rất là chất rồi. Quá ok đấy, các bạn nhìn phần mặt này, quá đẹp luôn. Lấy cài các bạn nhá, lấy cài. Đó, đây còn đây là phần da này. Đó. Da vân lên rất đẹp nhá. Da mềm, chất lượng, nói chung là ok.
các bác cầm lên thì nhìn cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác đeo lên nhìn cực kỳ chất lượng luôn, nó nhìn sang trọng đẳng cấp lịch sự, giá thì hạt rẻ nữa. Đấy. Nguyên con này là nguyên cả cái hộp này, đi kèm cả hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng chăng. Đấy, mua về sử dụng là các bác được nguyên cả cái hộp này luôn rồi này, được luôn cả cái hộp luôn, quá chất luôn. Đây. Đấy, mua về làm quà đấy, các bác để trong này mang đi tặng quà cũng ok luôn nhá. Đó, đây để đây, mang đi tặng quà ok luôn này. Đấy, quá ok luôn. Đấy, đây là da nhá, mặt da ngoài này quá đẹp luôn. 130.000 với nhau, 130.000. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái thắt lưng cá sấu vàng. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng nhá. Đang bán cho bác là 130k, 130.000 cho một cái sản phẩm thắt lưng cá sấu vàng nha. Đấy, thắt lưng cá sấu vàng 130k rất là đẹp luôn. Đó, mặt miếng các thứ các bác vừa coi rồi, rất đẹp. Đó, mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho 130.000. Và tiếp theo thì hôm nay lên mã luôn đấy bác, cái mã hàng đó là cái đèn vi nhôm lông quay bác coi này. Cái đèn này hay lắm. Nó nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng mà đi kèm có cả pin sẵn luôn thì về các bác cứ việc xài thôi. Giá sản phẩm cái cây đèn pin nhôm này với giá sẽ là 160.000. Hàng của Polycare Made in Japan. Đó, tay cầm rất nhỏ gọn, nó khoảng tầm 20 cm thôi. Đấy, các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền này, rồi là các bác đi rừng, đi núi, đi ghe, đi thuyền các thứ này, rồi là các bác bảo vệ với đi làm ok. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn này, đi kèm là sẽ có là hai pin và một sạc, các bác nhá, hai pin một sạc. Pin này thì nó sử dụng pin sẽ là pin 18650. Nên là khi mà các bác ví dụ có hỏng pin thay thế pin thì rất là dễ kiếm rồi. Và hiện tại bên em cũng đang bán pin này luôn. Nếu mà các bác có nhu cầu mua kèm thêm pin này thì bên em đang bán một viên pin 18650 với giá sẽ là 20.000 một viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua thêm thì cứ alo. Các bác có thể đặt thêm. Còn sẵn ở đèn này nó có pin, hai viên pin này đi kèm rồi. Thì rất là dễ dùng đây. Các bác tháo những phần nắp pin ra này. Sau đó là lấy cái lẫy ra, lắp cho em hai viên pin vào đây. Đó, lắp hai viên pin, lắp đúng cực cho em nhé. Ở đây nó có cực âm dương này, đánh dấu này. Đấy, các bác lắp cho em đúng cực vào. Đó, sau đó là các bác cho vào đèn, xoáy cái nắp còn lại này vào của nó. Lò xo đẩy khá căng ấy. Và các bác bật nút và sử dụng thôi. Đây, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, con này 3 chế độ sáng nhé, 3 chế độ sáng, sáng nhất, sáng vừa và sáng SOS nháy cảnh báo này. Đó, đèn soi cực kỳ xa, cái tâm của nó rất là sáng nhỉ, cái tâm nó sáng trắng luôn nhá. Đó, thấy không, tâm sáng trắng luôn, rất ok luôn nhá. Đó, 160.000 nhá, bao gồm là cả sạc, cả pin, cả đèn luôn là 160.000. lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái đèn pin, đèn pin nhôm. Đấy, đèn pin nhôm toàn bộ phần thân đèn là toàn bộ bằng nhôm. Đấy, nên em lên mã em sẽ là đèn pin nhôm nhá. 160k cho một cái sản phẩm cái mã đèn pin nhôm này, 160.000 một chiếc đèn pin nhôm nhá, 160k dùng ok lắm. Rồi em qua cái mã sản phẩm tiếp theo, máy massage, 4 cấp độ massage và 6 cấp độ massage và 4 đầu massage khác nhau. Cái này thì dùng cũng khá là ok đấy, các bác đang bị đau người đau ngợm này. Đấy, các bác mua về sử dụng massage người ngợm. Đấy, bác đang đi làm sau những ngày mệt mỏi này, rồi là đi tập thể dục thể thao, cơ bác có thứ đau, các bác mua về massage cho em khá ok. Đây, con này các bác muốn bật thì các bác giữ lì nhá, bật thì giữ lì và các bác ấn một lần thì nó sẽ tăng cấp độ lên 6 cấp độ nhá. Còn các bác muốn tắt đi thì giữ lì, bật tắt là các bác cứ giữ lì nút này nhá. Còn đây là cái phần chân sạc. Đó, con này nó sạc tích điện này các bác nhá, và đi kèm sẽ có dây cáp sạc này. Sử dụng cái nguồn sẽ là nguồn 5V, các bác cắm sạc vào đây, sau đó cái đầu còn lại, đầu chân USB các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại này mình, là các bác có thể sạc cho cái máy đấm ấy rồi. Đấy, cầm khá đầm chắc tay. Và đi kèm với bác là 4 cái đầu massage khác nhau này, 1, 2, 3, 4 đầu massage nhá. Đấy, thì các bác cắm vô đây, sau đó là các bác bật lên các bác massage này, em sẽ test các bác xem coi luôn nhá. Đấy, con này lực, cái lực đấm rất khỏe nhá. Đây, con nhìn này, tay rung luôn này. Đấy, đây. Đấy, thấy không? Đây, nhìn này, rung khỏe lắm luôn nhá. Đấy, nảy minh minh luôn nhá. Đấy, thấy không? Nó rung khỏe lắm, cái này bác đấm vào cơ bắp có thứ là tê cơ luôn này, con nhìn này, đấm này. Đấy, cơ bắp phê luôn. Đó, và 4 đầu massage cho tất cả các vị trí trên cơ thể luôn. Đấy, massage vùng cổ vai gáy này, massage lưng này, massage lòng bàn tay bàn chân này, rồi là massage cơ bắp này, đầy đủ. Giá thì hợp lý rồi, là này đang giảm rất là tốt luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm cái con máy massage nhá, máy massage. Đang bán một con massage, máy massage này với giá sẽ là 160k, 160.000. Hàng hàng bên em đang bán sẽ là hàng lõi đồng, hàng lõi kim loại nhá, nên là dùng rất là bền. Đó, 160.000 một cái con máy massage. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đi cà phê sắc. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá.
quá mọi người ạ. Mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, để mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể. Có 6 chế độ dung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm đó, cái này tại bên em đang bán cũng khá là chạy luôn. Các bác mua về làm quà cho người thân này, mua về các bác đau người đau ngọn, mua về massage người ngọn, nói chung là rất là thoải mái luôn đấy. 160k luôn nhá, 160.000. Con máy massage 6 cấp độ dung và 4 đầu massage khác nhau, 160k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho các bác, đó là cái kìm bấm cốt này, kìm bấm cốt vuông nhá. Cái này thì dùng rất là hay, các bác mua về anh em thợ thuyền hay đấu điện này, rồi các bác dùng gia đình đấu điện em rất ok. Một cái bộ này, bộ sản phẩm sẽ gồm có một cái cây kìm đấy và một cái bộ đầu cốt nhá. Một cái hộp đầu cốt này sẽ gồm có 1200 đầu cốt, tất cả các loại kích cỡ khác nhau luôn, từ điện 1 pha đến 3 pha đầy đủ các bác luôn, về các bác xài thoải mái luôn nhá. Đây, một hộp 1200 đầu cốt khác nhau này, nó sẽ gồm có các loại đầu cốt này, từ đầu nhỏ nhất sẽ là đầu 0.5 ly nhá, cho đến đầu lớn nhất sẽ là đầu 10 ly, 6 ly, 4 ly, 2 ly rưỡi, 1 ly rưỡi này, 1 ly này, 0.75 ly này và 0.5 ly này. Nó sẽ gồm có là tất cả các loại các cỡ đầu cốt trong này để về bác sử dụng, các bác xài nhá. Đó, những cái đầu to có luôn này, đầu to đầu nhỏ luôn. Cái này rất là dễ xài thôi, để về các bác luồn cái dây điện vào cái đầu cốt này, xem cái đầu dây này nó phù hợp với cái đầu này thì các bác cho vào, sau đó các bác cho vào cái kìm này, các bác kẹp là nó sẽ cho ra một cái đầu cốt nó vuông. Đấy, cái đầu cốt nó vuông khi mà các bác xài nó, các bác đấu điện ấy, là cái đầu cốt nó vuông ấy, mà nó cái tiết diệm nó tiếp xúc tốt ấy, là nó bị mô ve, nó bị chập cháy nhá. Đấy, dùng rất ok. Đấy, con này nó gọi là kìm cốt vuông là vì sao? Đấy, vì cái đầu cốt này của nó là đầu vuông này nên hay gọi là kìm cốt vuông nhá. Đấy, một bộ này thì em báo giá luôn, đang gửi bác giá sẽ là đi 250.000 bộ nhá. Lên mã cho cái bộ kìm cốt vuông. Đấy, kìm cốt vuông nhá, 250.000 một bộ, và bên em bao ship tận nhà luôn. Nó sẽ gồm có là một cái kìm và đi kèm là 1200 cái đầu cốt. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này để các bác dễ hình dung hơn này. Đây các bác cùng xem ở đây. Anh ơi, em đang làm. Hôm nay em sẽ lên cho bác cái kìm bấm cốt vuông nhá. Đấy, cực kỳ đẹp, an toàn đó nhá, và tiện lợi luôn. Bây giờ test thực tế thôi nhá. Điện đó, đấy, cứ đấu nối nó túng tụng như thế này, đấy nó hở điện đấy và rất dễ bị chập cháy nhá. Thì các bác sẽ xử lý như thế nào? Đấy, các bác tháo ra cho em. Được. Chúng ta sẽ chọn ra một cái đầu cốt nó to phù hợp nhá. Đây em sẽ lấy cái đầu cốt màu vàng này. Đây em đút nó vào. Đấy, rồi. Và các bác lấy cái kìm bấm cốt này, các bác bấm cho em. Đẹp đẽ luôn. Đây, rồi, ok chưa? Rồi. Ok cho bác. Đấy, con nhìn nó vuông đét luôn này. Đấy, bấm nó vuông đét luôn. Ok cho bác, đẹp đẽ luôn. Đấy, khi mà các bác lắp vào những cái chân, ví dụ như chân cầu dao, cầu chì, rồi là chân automat này, các bác sử dụng cái chân này thì nó không bị mô ve, nó bị đánh lửa đâu nhá. Đấy, không bị mô ve, không bị đánh lửa, nó an toàn, không bị chập cháy ạ. Mà cái điện nó tiếp xúc tốt với nhá. Rồi, đấy các bác nhìn nó an toàn này và đẹp đẽ hơn chưa các bác? Nhìn nó cũng thẩm mỹ hơn. Sản phẩm này gồm có kìm này các bác này, và những cái đầu cốt đây các bác nhá. Các bác thợ có cái kìm này mang đi làm thì nó cũng chuyên nghiệp hơn hẳn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, 250.000 bộ. Các bác vừa xem ra đây. Đấy, đây em chưa kịp lấy cái dây điện này, em bấm thử bác xem một cái đầu nhá. Xem nó vuông nhỉ. Đấy, các bác chỉ việc là cho cái đầu vào đây thôi. Bóp mạnh này, để cho cái đầu vào đây. Và các bác bóp cho em một lần thật mạnh này, bóp thật mạnh này. Đấy, bóp thật mạnh, các bác thả tay nhá. Đó, thả tay ra. Đã bắt đầu cái đầu cốt các bác nhìn nó vuông đét luôn này. Đấy, khi mà nó vuông như này thì các bác để vào trong cái phần nguồn điện ấy, nó không bị mô ve, không bị chập cháy nhá. Và cái tiết diệu điện nó tiếp xúc tốt. Đấy, thì nó sẽ điện nó sẽ đi đều hơn, đấy, không lo chập cháy thứ gì cả. 250.000 bộ nhá, 250.000 bộ bao gồm là một kìm và 1200 đồng cốt. Về đặc biệt cho anh em thợ thuyền bấm thoải mái, rồi các bác sử dụng gia đình ok luôn. Cái ổ điện này, cái ổ điện U3 này, đó, U3. Nó sẽ gồm có là 6 ổ cắm nhá, 6 ổ cắm và 3 cái cổng USB, 6 ổ cắm này. Đấy, 6 ổ cắm này các bác cắm trực tiếp nguồn điện 220, chân dẹt, chân tròn, chân 3 chân cắm, 4 chân cắm hết luôn. Và 3 cổng USB nhá, 3 cổng USB. Đấy, để các bác cắm những thiết bị sử dụng điện USB, ví dụ như là cái đèn này, hoặc là cái cục sạc điện thoại nhá, hoặc là các thứ đó để các bác xài. Ổ này thì ổ của Thái, em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50k. Lên mã em sẽ gửi ổ điện U3 nhá. Ổ điện U3 đang bán với bác là 50.000 trong ổ điện U3 này. Còn thiết bị sử dụng cái
những cái cổng này là ok. Đây, nó sẽ gồm có là một cái đầu nguồn vào. Đầu nguồn vào là đầu USB nhá. Đấy, và sẽ gồm có là ba cổng ra là sẽ có là chân iPhone này, chân Type-C đời mới và chân micro USB, chân này là chân đời cũ. Nói chung là các bác cắm thì cắm này thì các bác sạc được cho đa năng các loại điện thoại, ví dụ như là iPhone này, Oppo, Samsung, rồi là Vivo, rồi là tất cả các đời điện thoại phổ thông nhất hiện nay. Đấy, mà các bác hiện tại đang có nha, thì các bác cứ cắm ở đây, cắm cái cổng USB của cái ổ U3 này. Đấy, sau đó là các bác cắm sạc cho điện thoại là xài thôi. Ở cái sạc này hai nữa là nó có cả đèn báo này. Đấy, thấy không, có cả đèn báo luôn nhá, để biết là nó điện nó vào hay không để các bác sạc nhá. Đó, dòng này là dòng đời mới, dây của nó sẽ là bọc silicon chống gập chống gãy. Các bác nhìn cái phần đầu này, thiết kế rất chắc chắn luôn, toàn bộ đều là dạng thép không gỉ nhá, nó bọc kín lên luôn. Đấy, kể cả cái phần chạc ba chia ra này, nó cũng làm rất là cẩn thận chắc chắn. Nói chung là cái dây này thì đợt này nó về cái lô này thì các bác dùng thì rất là bền rồi. Đấy, các bác cầm cái dây đó các bác thấy nó chắc chắn rồi, mà các bác dùng thì nói chung là quá ok luôn. Dây này thì hiện tại anh em đang bán cái dây sạc ba đầu nha, với giá sẽ là 40k nhá. Lên luôn cho bác mã hàng, nó lấy cái khay chữ nhật này, lên mã cái khay chữ nhật, cái này thì bán cũng khá là chạy, báo giá luôn. Khay chữ nhật này. Đấy, khay chữ nhật nhá. Khay này đang bán cho bác giá sẽ là 40.000 một khay. Kích thước là 20 x 25. À đâu, 25 x 20 các bạn, 25 x 20. Chiều dài của nó là 25 và chiều rộng là 20. Chất liệu là su 304. Đó, dùng rất ok. Khá là sâu đấy, các bác đựng được khá là nhiều đồ. Đấy, bảo quản thức ăn trong tủ lạnh này, và các bác để ở bên ngoài, mình có cái khoai khay này các bác để vào ngoài ra đi kèm, là hay của nó là nó có cái nắp đậy đi kèm. Đấy, nắp đậy rất là kín luôn. Đấy, các bác để đồ ăn thứ ở trong này không sợ là nó bị bay mất mùi, hoặc là để không bị sợ nó bị côn trùng của chiếc thứ nó vào. Nói chung là sạch sẽ, hoặc là các bác bảo quản đồ vứt ở trong tủ lạnh cũng ok. Hoặc là ví dụ như là mình mang cơm đi làm, đi làm công trường, công trình văn phòng trước à. Đấy, có cái khay này các bác đựng đồ ăn uống các thứ này, nói chung nó sạch sẽ lắm. Khay chữ nhật nhá, lên mã em sẽ được cái khay chữ nhật, đang bán giá một chiếc khay chữ nhật này với giá sẽ là 40k. Kích thước sẽ là 25 x 20. 25 x 20 thì khá là to đấy. Đấy, các bác cứ đo thực tế đi. Đấy, khá là to, đựng thoải mái cho đồ ăn các thứ cho em luôn. Giá hạt rẻ nó đang bán 40.000, đi kèm có cả nắp đậy đầy đủ đi kèm luôn. Đây, một bộ như này là 40k một chiếc nhá. 40k một chiếc khay chữ nhật nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái máy trà bếp này. Báo giá bác luôn, đang bán cái con máy trà bếp này với giá là 100.000 một máy nhá. Máy trà bếp này. Máy trà bếp. 100k cho chiếc máy trà bếp này, 100.000 một chiếc nhá. Dùng hay lắm. Đấy, các bác mua về để vệ sinh khu vực bếp giáp nhà mình. Rất là tiện dụng luôn. Em cho lấy bác coi. Đó, một con máy nhá. Con này nó là dòng sạc tích điện nhá, hết pin thì các bác lại cắm sạc và xài, hết pin thì cắm sạc và xài thế thôi. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, một cọng dây cáp sạc này, và những cái phụ kiện đi kèm, giá đỡ thứ này, rồi là đầu đánh bóng này, đầu cước cọ này. Đấy, nó sẽ có hai đầu, một cái đầu cước cọ để các bác trả này, và một cái đầu này để các bác đánh bóng này, rất là sạch sẽ nhá. Và đây cái dây cáp sạc, con này sử dụng cái nguồn sạc của nó sẽ là nguồn sạc 5V. Các bác mở vào trang nguyên nắp này ra, sau đó là các bác cắm vào đây là các bác sạc pin cho cái máy này thôi, có thấy đâu. Đây, bật máy này, máy chạy này. Đấy, để các bác kỳ cọ thứ này. Đấy, máy chạy khá là tít nhá. Đấy, đây em dí tay. Cái con này hay của nó là cái mô men xoắn nó rất là khỏe. Đấy các bác, thậm chí các bác có thể dí thoải mái mà không lo máy nó đứng yên đâu các bác nhỉ. Cái mô men xoắn nó, cái lực xoắn của nó rất là khỏe luôn. Đấy, nên nó không cản đâu. Nóng luôn các bác, dí là nóng luôn. Đó, rất ok nhá. Và các bác muốn thay cái đầu khác sang này, các bác lại lắp cái đầu khác, các bác cắm vào đây. Để các bác lắp sang cái đầu khác, cái đầu là cái đầu trà, đầu đánh bóng, còn cái đầu kia là cái đầu trải để các bác cọ kiếc thứ ra. Nói chung là ok. Một con máy này thì giá đang bán chỉ 100.000 thôi, các bác mua về dùng này. Trà bếp này, vệ sinh khu vực bếp này, xoong nồi, chảo niêu, rồi những cái đồ các bác cần trà. Đấy, trà những cái đồ gì các bác mua cái kê để về ấp trà là xong. 100.000 nhá, lên mã em cho cái con máy trà bếp đang bán là 100k đấy các bác. Cùng xem thực tế về sản phẩm này, bán rất ok đây. Đó, ở đây không? Gọi rất sạch nhá. Có thể là thay hai đầu khác nhau. Đó, đây không? Đó, máy trà bếp nhá. Máy trà bếp đang bán sẽ là 100.000 cho chiếc máy trà bếp nha. Sản phẩm tiếp theo đi em lên luôn cho bác mang, đó là cái máy cạo râu Zandu này, lên mã cho cái con máy cạo râu Zandu nhá. Đó, máy cạo râu Zandu. Con này thì giá rẻ rồi, đợt này đang giảm rất là sâu luôn, chỉ có 90k thôi. Lên mã với cái máy cạo râu bạc nhá. Đấy, máy cạo râu bạc. Đang bán sẽ là 90.000 cho một chiếc máy cạo râu bạc nha. 90k một chiếc máy cạo râu bạc nhá. Đây.
cho bác con này một con máy đôi râu bạc. Đấy. Chất liệu nó lại dạng nhôm. Đấy. Nó bạc bạc này rất ok. Máy chạy cực kỳ khỏe, rất êm luôn. Đây các bác em bật máy bác coi nha. Đó, máy chạy rất khỏe, cực kỳ êm. Và con này hay của nó là nó có phần tăng đơ, râu các bác dài quá đấy các bác có thể bật cái phần tăng đơ ra, sau đó các bác bật máy lên là các bác có thể tỉa trước đi. Sau khi mình tỉa xong rồi các bác ấn cái này xuống và bắt đầu các bác cạo râu. Con này cạo râu được các bác nhớ nha, là các bác di đều các bác ấn sát vào. Đấy, dòng này thì yên tâm là không lo nó bị ăn da và xước da dữ này nhá. Đấy, cạo cực kỳ sạch và rất ok luôn. Máy chạy rất êm. Con này nó tích hợp luôn cái phần chân sạc ở bên dưới phần đáy máy này, các bác đẩy ra và các bác cắm trực tiếp với điện 220 các bác xài thôi. Con này các bác sạc một lần chắc các bác dùng cả nửa tháng luôn. Đấy, pin rất là trâu nhá, pin cực kỳ trâu luôn. Máy cắt cực kỳ là sắc và ngọt. À, máy cạo râu bạc nhá, đang bán cho bác giá sẽ là 90.000 một cây nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm như em đã mang ra quán cắt tóc test thử bác coi đây. Các bác coi. Đó, đây nhá, râu rất là dài và rậm nhá. Con này cạo là cực kỳ sạch luôn và cạo rất là nhanh. Đấy, các bác nhìn người ta cạo này, người ta đi rất là sát, đi sát chân nhá. Và nhớ cho em là đi ngược cái đường râu nó mọc ấy, thì nó sẽ cạo nó sẽ sạch hơn và cạo nó sẽ nhanh hơn. Các bác nhìn này, sạch sẽ luôn nhá. Đó, râu dài quá thì mình có thể dùng cái phần tăng đơ đấy để các bác rũ qua một lượt đi. Đấy, rất sạch sẽ ngon này nhá, quá ok luôn. 90.000 nhá, lên mã dành cái máy cạo râu bạc đầy đủ hàng nguyên hộp luôn nhá, 90k. Và đợt này thì bên em có về thêm cho bác là cái bộ lưỡi. Nếu có nhu cầu mua thêm lưỡi thì bên em đang bán cho bác là 20.000 cho một cái bộ lưỡi nha, 20k. Một lưỡi một màng để về bác thay thế nha, thì các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thì là 20k một bộ lưỡi nhá. Đấy, thì về bác thay thế lưỡi. Nếu mà lưỡi nhụt thì mình có cái mình thay thế luôn. Nhiều bác hỏi lắm nhưng mà nó không có hàng đâu. Thì chả nó về được ít lưỡi thôi, thì hầu như nó về máy quá, nó không lưỡi nó hơi bị hiếm. Đấy, vì nhà sản xuất nó đang sản xuất máy không kịp cơ chứ còn chưa nói lưỡi vì quá nhiều mà bán quá được nên là sản xuất không kịp ạ. Lưỡi sản xuất không kịp để các bác có thể lần này còn nhiều bác chưa mua được là tranh thủ mua luôn nhá. 20k một cái bộ lưỡi này các bác nhá, 20k một cái bộ lưỡi này. Còn nguyên thân máy thì đang bán sẽ là 90.000 cho một chiếc thân máy, máy có dầu bạc. Sản phẩm kia thì em lên luôn cho bác mà đó là cái hộp hương trầm này, lên mã cho cái hộp hương trầm các bác mua về dùng để đốt này. Đấy, hương trầm mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng. Đấy, khá là ok, dùng nhiều, cái này bên em cũng đang bán nhiều. Một hộp này chắc khoảng tầm hơn 100 vòng. Đấy, và cái mùi của nó thoang thoảng nhàng. Đấy, khi mà các bác đốt lên các bác ngồi thư giãn thứ rất là hợp lý. Rồi các bác sử dụng thắp ở trên bàn thờ cũng ok luôn. Giá mà em đang bán với cái hộp hương trầm nha. Đấy, vòng hương trầm với giá sẽ là đi 40.000 một hộp các nhá, 40k. Đấy, mùi thơm thoảng nhàng, các bác cứ mở ra các bác ngửi các bác thấy mùi luôn. Đó. 40k nha, lên mã em sẽ cái hộp hương trầm. Giá đang bán sẽ là 40k cho một hộp hương trầm nhá, 40.000 một chiếc. Đó, xịn chất lượng luôn đấy, cái này bán nhiều. Nói chung là mùi nó thơm thoang thoải nhẹ, dịu nhẹ, rồi là giảm stress, rồi là căng thẳng đầu óc các thứ ra, các bác ngồi sử dụng cho em ok luôn. Hộp hương trầm nhá, 40.000 hộp nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp nước giặt của Nhật này. Đây bác em sẽ hộp nước giặt nhá. Một hộp này thì sẽ là 100 viên. Đây, một hộp sẽ là 100 viên nước giặt nhá, giặt rất là hay. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng và dùng rất ok luôn. Đây, nó sẽ là dạng viên này, cái túi như em đang dùng đây. Đấy, nó là dạng viên nhỏ này. Dùng rất là dễ dùng nhá. Cái này các bác có thể giặt tay, giặt máy đều được. Giặt máy thì các bác cứ thả trực tiếp cái viên này vào trong lồng giặt và nó sẽ vỡ ra và cứ thế là giặt thôi. Còn giặt tay thì các bác cứ ngâm cùng với nước, ngâm nước thì nó sẽ lâu lâu là các bác ngâm vài phút là nó sẽ con nước nó sẽ vỡ, nó bục ra. Đấy là các bác cứ thế các bác giặt tay, giặt máy đều được luôn nhá. Một cái viên này các bác giặt cho em khoảng tầm 2 đến 3 kg quần áo nhá. Đấy, khoảng tầm 3 kg quần áo là ok. Đấy, tùy theo nhu cầu. Về các bác xem quần áo này mình nhiều hay ít thì các bác dùng để các bác cho vào. Đấy, xem mấy cân. Một viên là được 3 cân nhá. Đấy, thì cứ mấy cân quần áo các bác nhân lên cho em thế xong. Đó. Mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng mà giặt rất là tiện luôn, giặt cực kỳ sạch luôn đấy. Giá bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn. Bên em sẽ có bán lẻ theo gói và có bán theo combo là cả hộp luôn. Đấy, các bác có nhu cầu mua theo gói thì đây. Một gói này thì sẽ là 20 viên này, một gói là 20 viên. Thì giá sẽ là đi 20 viên. Giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một cái túi nước giặt, lên mã em rất là túi nước giặt này. Túi nước giặt nhá. Đấy, túi nước giặt 20 viên, giá sẽ là 20k cho 20 viên một túi nha. Đấy là một túi, còn nếu mà các bác mua theo combo cả hộp. Cả hộp thì nó sẽ là 5 túi thì nhân thì sẽ là 100. Đấy, 100 viên. Thì
thì giá sẽ là 80k nhá, 80k. Đấy, mua cả hộp thì giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu các bác mua theo túi thì giá nó sẽ cao một chút, đấy tùy nhu cầu. Dùng nhiều thì các bác có thể mua cả hộp cũng được, về dùng dần. 80k cho một hộp là 5 túi 100 viên nhá. Còn các bác mua theo túi lẻ như này thì một túi lẻ thì sẽ là 20k cho một túi là 20 viên. Còn một hộp nha thì là 80k, thì cứ lên mã cho em sẽ là hộp nước giặt đi. Đấy, hộp nước giặt này. Hộp nước giặt 100 viên này, giá sẽ là 80k, còn là cái này là túi nước giặt 20 viên này thì giá sẽ là 20k các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái vật muỗi này, vật muỗi của Nhật này, rất là xịn luôn. Đấy, con này thì bên em hiện tại bán khá nhiều rồi. Nó sử dụng cái pin sẽ là pin 18650. Đấy, và có đi kèm đế sạc rất là tiện luôn. Đây em sẽ đập hộp bác xem một chiếc nhá. Dòng này thì cực kỳ ok rồi. Đấy, bán rất nhiều, sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng và rất là bền. Đấy, quan trọng là cái độ bền, những cái hàng điện tử này thì quan trọng là cái chất lượng độ bền nó. Hàng này thì em dùng, anh em cũng đã dùng khoảng tầm hơn một năm nay vẫn chưa thấy hiện tượng gì. Đấy, các bác yên tâm về chất lượng, dùng rất bền, bảo hành cho bác luôn nhá. Dòng này thì sử dụng pin 18650 nên là ví dụ có hỏng hóc này thay thế thoải mái. Con này thì nó sẽ có chế độ là vật muỗi cũng như là cả chế độ đèn bắt muỗi luôn nhá. Chế độ vật muỗi thì các bác gạt lên xem cái nút sẽ là nút on 1 này. Đấy, bắt đầu các bấm cái nút này lên đèn sáng này, bắt đầu là các bác cứ vật thôi, vật bình thường. Đấy, muỗi bay vào cái là dính vào cái là đột luôn này, đột luôn. Đấy, đánh điện ngay, tạch luôn nhá, đánh cực kỳ khỏe nhá. Cái này các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá, chẳng may mà có chạm tay mà nhẹ vào cái là cũng tê phết đấy các bạn, giật tê người luôn đấy. Đấy, nên các bác dùng cũng nên cẩn thận với cái vật muỗi nhá. Đấy, em nhắc một cái lưu ý nha, như thế. Và nếu mà các bác muốn chuyển sang cái chế độ là đèn bắt muỗi thì bác gạt cho em về chế độ là on 2. Đẩy on 2 thì khi mà đẩy on 2 thì nó sẽ có cái ánh sáng màu xanh này. Đó, ánh sáng màu xanh. Để khi mà ví dụ như là con muỗi nó thấy cái ánh sáng màu xanh thì nó rất là thu hút muỗi vào. Đấy, thì các bác để những cái chỗ nào góc nhà, góc tường, những chỗ nào nó nhiều muỗi, nó hay tập trung vào đấy thì các bác để vào. Sau đó là bác cắm cho em vào cái chân đế này, cắm vào đây. Đó, có cắm vào nhá. Đấy, là khi mà các bác cắm vào thì bắt đầu là muỗi nó đến này. Thì bắt đầu là khi mà muỗi nó bay vào đây, nó thấy cái ánh sáng xanh nó bay vào đây là dính luôn nhá. Cứ bay vào cái là dính ngay. Đó, bay vào cái là cứ tạch ngay là đi luôn, có thế độ thôi nhá. Rất là hay. Đấy là cái chế độ đèn bắt muỗi nhá. Đấy, cái chế độ đèn muỗi đây. Đấy, có thấy không? Đây này. Đó. Đấy, thấy không? Có một con bọ bay vào cái là dính ngay nhá các bác nhá. À, hai chế độ vật muỗi bình thường và chế độ thứ hai là chế độ đèn bắt muỗi nhá, thì các bác chỉnh ở công tắc nào cho em. Gạt hết về bên dưới cùng thì sẽ là chế độ tắt hết đi. À, cái con này hay là nó tích hợp chân sạc là đi kèm với cái đế luôn. Đây là các bác nhìn cái chân sạc chưa? Đấy, nó đi kèm với cái đế luôn, thì các bác cứ cắm vào đây nhá. Cắm vào là các bác cắm cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn 5V. Cái nguồn điện 5V, cái nguồn cái cổng sạc USB, cái cục sạc điện thoại ấy là các bác có thể là sạc cho cái vật này rồi. Đấy, các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm cái nguồn 5V này, các bác sạc cho cái nguồn này. Con này thì theo mô tả nhà xuất thì nó đưa ra thì cái điện áp nó đẩy lên đến mức là 3000V nhá. Đấy, nên là nó rất là khỏe các bạn. Đấy, cái độ giật nó rất là khỏe luôn. 3000V này các bác tưởng tượng nào, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, giật nói chung là tê luôn nhá. Đây. Đấy, đây, giật cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy. Cứ dí phát nào là tạch phát đấy luôn nha. Đấy, thấy không? Đúng như rùi cua luôn nhá, giật kinh khủng khiếp luôn đấy. Rồi, em báo giá luôn nhá. Bên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái vật bắt muỗi, có kết hợp cả đèn cả vật luôn. Đấy, vật bắt muỗi nhá. Vật muỗi này, vật muỗi đứng đi, vật muỗi đứng. Giá sẽ là 140.000 một cây nhá, 140k một cái cây vật muỗi đứng nhá. Có kết hợp luôn cả đèn bắt muỗi và có kết hợp luôn là cái chế độ vật muỗi bình thường. Đấy, hai chế độ trong một luôn. Dùng cực kỳ ok mà giá thành đợt này đang rất là tốt luôn đấy. 140k một chiếc nhá. Hàng bảo hành cho bác luôn, lỗi một đổi một, vấn đề gì ví dụ lỗi lầm hay là vấn đề gì bên em bảo hành cho bác luôn. Nhưng hàng này thì bao dùng bao xài, có yên tâm đi. Hàng nó hàng hãng chứ hàng linh tinh nên là dùng rất chất luôn đấy. À, 140k nhá, lên mã sẽ là vật muỗi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh cho bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k một hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Tiếp theo này cũng là một cái sản phẩm về để các bác trang trí Noel này. Đấy, bác nào mà nhà cửa muốn trang hoàng lộng lẫy trong cái dịp Noel thì các bác Giáng sinh thì các bác mua cho em cái bộ nháy này về. Đấy, bộ nháy này thì giá nó cực kỳ rẻ mà rất là đẹp luôn. Đấy, đấy là cái bộ nháy kim cương nhá, bộ nháy kim cương. Đây. Đấy, cái bộ nháy kim cương này rất đẹp luôn.
Bộ này thì chiều dài của nó là vào là 40 mét nhá, 40 mét có cả cái phần cục điều chỉnh các chế độ nháy này. Cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài cho em thôi, rất ok. Đấy, đèn led nó khá là đẹp và cực kỳ sáng nhá. Đấy, khá đẹp cực kỳ sáng luôn. Rất nhiều màu sắc khác nhau và có các chế độ này. Đấy, các chế độ luôn. Dài là 40 mét nhá, dài là 40 mét nên là các bác răng những cái không gian rộng. Đấy, không gian rộng. Cần nhiều bóng nháy thì các bác mua cho em cái bộ này về. Mà giá của nó thì cực kỳ là bình dân và hạt rẻ luôn. Giá của nó thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái bộ này với giá sẽ là đi 70.000 một bộ nhá, 70.000 bộ này. Cứ lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là nháy kim cương nhá, nháy kim cương. Đấy, đèn nháy kim cương hoặc là dây nháy kim cương. Dài 40 mét nhá. Dài 40 mét, em nhắc lại lần nữa là dài 40 mét luôn, rất là dài đấy. Đấy, 40 mét rất là dài. Giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k một bộ này. Đấy, 70k cho một cái bộ đèn nháy kim cương dài 40 mét nha. Có cả một cái cục điều khiển ở đây luôn. Đấy, về các bác cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220. Điện 220 là các bác xài thôi. Đấy, nó đã cuộn sẵn này rồi. Thì về các bác gỡ ra nó rất là dễ. Đấy, cuộn sẵn này về các bác gỡ ra dễ. Đây là cái phần nháy nó này, nó là dạng kim cương này các bác nhỉ. Đấy, nó dạng kim cương nhá. Đấy, nên em lên luôn mã sẽ là nháy kim cương dài 40 mét nhá. Giá đang gửi bác một cái cuộn nháy dài 40 mét này là 70.000 một cuộn nhá, 70.000 một cuộn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Shop tiếp tục về mã hàng đó là dòng ghế xếp nhá, ghế xếp ghế câu này. Dùng để các bác đi câu đi kẹo rồi các bác sử dụng mang đi du lịch, đi chơi, đi picnic này, dã ngoại này, rồi đi câu rất ok nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ xếp gọn vào như này. Đấy, còn không thì khi bác mở ra này, đó là thành một chiếc ghế rất là to nhá. Hàng này thì là hàng bãi Nhật nhưng mà là hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới đây, hàng made in Japan đó. Con này thì phần khung của nó sẽ là khung thép nhá, khung thép sơn tĩnh điện. Đấy, khung thép sơn tĩnh điện này, khung rất là dày nhá, khung thép dày lắm. Có phần đế chân chống trơn trượt này. Đấy, toàn bộ đều có đế chân hết luôn nhá, bốn đế đều có đế chân luôn. Đấy, đinh tán ốc các thứ đầy đủ ngon lành xịn sò luôn. Và đây là dòng vải dù nhá. Đấy, phần ghế thì phần bạt ghế thì sẽ là vải dù và vải dù hai lớp luôn. Vải dù hai lớp các bác ngồi rất là thích, ngồi cực kỳ chắc. Đây coi nhìn này. Những cái phần đường kim mũi chỉ khâu rất là cẩn thận này. Đây những cái phần bo góc này coi nhìn này. Đấy, để khi mà các bác ngồi là nó không bị rách góc hay nhiều cả, nó bo góc rất là cẩn thận luôn. Nói chung là hàng Nhật người ta làm rất là chi tiết cẩn thận. Hàng của Made in Japan cho em nhá. Đó. Ghế câu. Và khi mà các bác mua hàng thì sẽ có tặng kèm luôn bác là một cái túi đựng nha. Đấy thì có, các bác có thể là xách đi mang lại này. Đấy, các bác cấp gọn và các bác bỏ vào túi nhá. Đây em sẽ đo về cái phần kích thước của cái ghế này nhá. Các bác cùng xem này. Đây bây giờ em sẽ đo này. Con này thì phần tổng chiều cao ghế của nó vào là đi 60 nhá. Tổng chiều cao ghế là 60. Đó. Phần bản rộng ghế sẽ là đi 35 này. Đấy 35, 35 nhân 35 nhá. Đấy, bản rộng và bản sâu ghế là 35. Các bác ngồi rất là vuông chân. Đấy, ngồi rất là vuông chân, một con ghế rất là đẹp chắc chắn lắm. Cái này thì bán nhiều rồi. Bữa trước thì đang bán cháy hàng luôn, thì hôm nay là những bác nào mà hiện tại là bữa trước mà chưa chốt được thì các bác tranh thủ chốt luôn. Giá thì bên em vẫn đang rất là bình ổn giá cho bác nhá. Và em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là ghế câu ghế xếp nhá. Thì bên em đang bán một chiếc ghế câu ghế xếp này có giá sẽ là đi 150k nhá, 150k. Đấy. Lên mã em sẽ là ghế câu này, ghế câu. Ghế câu này. Ghế câu nhá. 150.000 một cây. Đấy, 150k một cây. Giá này gọi là giá bao giá thị trường luôn đấy. Mà lại còn hàng của Nhật luôn, xịn sò ngon lành này. Giá cực kỳ tốt, giá là chỉ 150k một cây thôi. Dùng rất ok. Ghế rất đẹp luôn nhá. 150.000 một chiếc nhá, coi nhá. Đấy, nhanh tay chốt đơn vào việc luôn. Về các bác ngồi để
mình đi câu đi kẹo đi du lịch rồi đi cà phê cà pháo, các bác ngồi rất là vuông chân nhá. Đây các nhá, đây là người mẫu như em đang ngồi này, đấy ngồi rất là vuông chân này, thoải mái này, đấy chân vuông chữ điền ngon lành cành đào luôn nhá. Đó ngồi chắc dặn dặn mấy phát à, mấy phát à, đấy có thấy không? Nó thiết kế sợi vải bố này chắc lắm, các bác ngồi cứ dặn thoải mái. Con này người còn tầm 70-80 cân lên cho em là cứ thoải mái đi. Đó đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, đấy đây test thực tế sản phẩm luôn nhá. Đó ghế rất là ngon luôn này, xịn sò đấy chắc chắn không. Đây các bác nhìn ông này ông rất là béo này, đó ngồi thoải mái luôn. À đây có mấy chi tiết nữa là bên hông nó có một cái túi nhá, đây các bác cùng xem một cái túi này, đấy là các bác có thể để đồ nhá, đấy các bác có thể để đồ để đạp vào. Đó thấy cái túi bên hông không, đây em sẽ quay luôn cho bác cái túi bên hông này. Đây em quên không giới thiệu luôn, đây là cái túi bên hông nhá, đó là nó có một cái túi bên hông luôn để các bác có thể là khi mà mình ngồi mình có đồ đạc thì mình để luôn vào đây, đấy điện thoại rồi là bao thuốc hay các thứ những cái đồ đạc nhà mình, đó mình để vào nhá. Hàng mới đi Japan cho em luôn, rất đẹp nhá, ghế cực kỳ đẹp luôn đấy, dạng vải bố có thể là gấp gọn vào, 150.000 một cây nhá, hàng số lượng có hạn đấy, vì bữa trước là nhiều bác chốt rồi cũng lại trượt đấy, thì lần này các bác yên tâm đi, số lượng ít lắm, không có nhiều đâu ạ, nó chắc là vài chục chiếc thôi, nên là các bác tranh thủ chốt luôn nhá, ghế câu 150.000 một cây ghế câu nhá. Cái sản phẩm này cũng rất là nhiều bác hỏi này, đó là cái bộ nồi Đức 6 món nha, bộ nồi Đức 6 món hàng về shop tiếp tục hàng về này. Đấy, thì để phục vụ các bác cái dịp cuối năm các bác mua về để sử dụng gia đình các thứ này, rất ok luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn. Giá này thì gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã em sẽ là cái bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức. Bộ nồi Đức này thì bên em sẽ có hai hình thức thanh toán nhá. Các bác có thể chuyển khoản hoặc là mua trực tiếp ship code thôi nhá. Nếu mà chuyển khoản thì bên em sẽ tính cho bác sẽ là bao nhiêu nhỉ? 650.000 thôi nhá, chuyển khoản hết thì sẽ là 650k. Và các bác nếu mà các bác mua ship code, đấy ship code thì sẽ là đi 700. Ship code thì giá sẽ là 700, hai cái chênh nhau 50.000 nhá. Và các bác mua thì sẽ đều được bao ship luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy, không có giá này đâu ạ. Đó. Đây. Mong các bác coi bộ nồi nhá. Đấy, nó sẽ gồm có là 6 món này, 1 2 3 4 5 xong một chảo nhá, 5 xong một chảo và đầy đủ đi kèm là nó có vung nắp đậy hết đầy đủ hết luôn, rất là xịn luôn, hàng mới nguyên siêu, hàng của Đức này, made in Germany này, đó made in Germany nhá, quá xịn sò luôn. Đây đó giấy giếc đầy đủ luôn này, 6 sản phẩm này, 1 2 3 4 5 6 này, đó hàng của Đức nhá, made in Germany. Chuyển khoản hết thì sẽ là 650.000, còn các bác mua theo hình thức ship code thì sẽ là 700.000. Tùy nhu cầu nhá. Đấy thì em khuyên các bác thì các bác nếu mà các bác có tài khoản thì các bác nên chuyển luôn. Để bên em vừa gửi hàng nhanh và thứ hai là nó giá sẽ được giảm các bác nhá. Giá sẽ được giảm đây. Đầu tiên sẽ là một cái song to này. Đấy một cái song to nhá. Rất ok luôn. Hàng này của nó sẽ hàng 5 đáy 5 lớp luôn này. Xong to. Hàng này năm đáy năm lớp đầy đủ hết luôn nhá. Vung là toàn bộ vung của nó đều là vung kính cường lực trong suốt luôn. Đây, vung kính cường lực trong suốt này, rất là xịn sò nha. Đây, đáy năm lớp này, đó. England này, đó, rất ok nhá, chữ trước là dập chìm hết luôn ở trên cái phần đáy song này. Đấy. Năm lớp luôn nhá. Đấy, năm lớp luôn. Quá dày rất là trắng luôn. Con này thì các bác dùng thì cứ bao dùng bao xài ra đi. Không có gì phải chê về cái sản phẩm này cả. Em bán rất là nhiều rồi. Nó một thời gian bên em nghỉ không bán thì hàng nó cũng chưa đều. Đấy, đợt này thì hàng nó đều rồi nên là sẽ nhập số lượng lớn về để bán bác luôn. Đây. Con này là con nhớ nhớ này. Có vung viếc đầy đủ hết luôn nhá. Đấy có vung viếc đầy đủ hết luôn. Đây một con này nữa này. Đấy một con này nữa. Thôi nói chung em quay lướt thôi. Em cũng không quay chi tiết đâu. Đó, vùng viếc nói chung là đầy đủ vùng viếc đầy đủ hết luôn. Xong thì trực tiếp đây. Đấy, cái này con này nấu bột này hoặc các bác úp bát mì thứ đấy rất ok, có tay cầm nhá. Chắc chắn chất lượng luôn. Hàng bóng đẹp tuyệt vời luôn. Sáng trưng luôn này. Đấy. Dày dẫn chắc chắn lắm nhá. Tay cầm đầy đủ luôn. Có vùng viếc đầy đủ hết luôn các nhá. Đây, có vùng viếc ngon lành luôn này. Đó. Rồi đây là cái con chảo này. Đấy, trong cái bộ này là có một cái con chảo nhá. Chảo là có một lớp chống dính luôn. Đấy, chảo trong có lớp chống dính rất xịn sò. Đấy, con này đường kính chảo chắc có dơ khoảng tầm 25 cm nhá. Dơ khoảng tầm 25 cm. Đấy, các bác dán xào nấu cho em thoải mái luôn nhá.
Đó, hàng 5 đáy này. Đó, chữ chiếc đầy đủ ở cái phần đáy nồi này, chắc chắn. Bộ này thì các bác dùng thì yên tâm về bao dùng bao bền luôn. Đó, vung viếc đầy đủ nhá. Toàn bộ là đều có vung, 6 món là đều có vung hết luôn. Đây, 6 món là đều có vung hết đi kèm nhá. Sẽ gồm có là 1 2 3 4, 4 cái nồi này, 4 cái nồi có quai quai B này, một cái nồi có tay cầm như kiểu cái nồi nấu cháo này và một cái chảo rán luôn nhá. Tổng thì sẽ gồm có là 6 món hàng của Đức nhá. Đó. Vậy em báo giá lại một lần nữa này. Các bác chuyển khoản hết thì giá sẽ là 650.000. Đấy. Chuyển khoản hết. Chuyển khoản hết là 650k. Còn các bác ship code là giá sẽ là 700k. Giá này là em sẽ bao ship cho bác tất luôn nhá, ưu đãi cực kỳ luôn. Đấy, giá sẽ được bao ship cho bác tất luôn. Đó. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với hai cái số điện thoại nhá, em đang gắn trực tiếp ở trên mình đây. Đấy, các bác cùng xem lại lần nữa đây. Đấy, bộ nồi rất là đẹp luôn, hàng mới nguyên thùng nhá. Hàng các bác cứ kiểm tra sau đó các bác khui ra cho em. Bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Chuyển khoản 650.000, ship code 700. Hai giá này đều được bao ship hết luôn nhá. Đó, thì các bác có thể tham khảo bộ này thì nói chung là cũng khá nhiều shop bán rồi và cũng giới thiệu rất là nhiều rồi, các bác cũng xem rất là nhiều rồi. Bây giờ quan trọng chủ yếu là cái giá thôi. Đấy, cái giá thì nó tốt thì các bác mua nhá, xúc luôn. Đó. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ là nhiều bác hỏi là cái bộ nồi này có đun được bếp từ không? Đấy thì em nói luôn nhá, cái bộ nồi này thì các bác có thể đun các loại bếp luôn nhá. Đấy, từ bếp ga, bếp từ, bếp củi, bếp rơm, bếp hồng ngoại, tất cả các loại bếp luôn. Con này nó không kén bếp đâu nhá, không kén bếp đâu. Bếp nào các bác cũng đun được hết nhá, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nhá. Đấy, đặc biệt là bếp từ đun được hết luôn nên các bác yên tâm là sử dụng thoải mái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái bịch nho khô của Mỹ này. Đấy, nho khô của Mỹ nhá, xịn luôn. Đây, vừa bóc ra cho mời các bác thưởng thức tí nhá. Bóc ra ăn thử và thấy rất là ngon luôn ạ. Em tưởng là nó cũng tương đối thôi nhưng mà em thấy rất là ngon. Ngon lắm ạ. Đang mời các bác nhá. Nho rất là đều và to. Đây. Nho nó rất là đều và to này. Và nó không bị sạn quá nhá. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là nó không bị sạn. Bình thường ấy là các bác mua thị trường ấy là nó sạn nhiều lắm. Vì cái nho này thì cũng rất là nhiều người bảo là nó phơi linh tinh ấy. Đấy, nhưng mà nho này hàng của Mỹ nên là nó công nghệ nó là cái công nghệ phơi sấy thăng hoa nên là nó sấy trong phòng kín ạ, phòng kín nên là nó không có bị sạn này, nó không bị vi trùng vi khuẩn, rất là sạch sẽ luôn. Các bác cứ ăn thử đi em, nếu mà thấy rất là ok đấy. 90k thôi nhá, 90k. Cứ lên mã em sẽ là cái bịch nho khô Mỹ nhá. Đấy thì về các bác chuẩn bị ăn Tết là nhất này, rồi là các bác mua về làm quà hoặc là mua về mình sử dụng ăn chơi bời ăn vặt cũng rất là hay. Đây, USA này. Một túi này là 1 cân nhá, một túi là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi. Em ăn thấy khá là ok đấy các bạn. Ăn thấy khá là ngon, cái vị nho nó rất là đặc trưng luôn. Vị nho chuẩn nho khô luôn nhá, chuẩn nho khô nhá, chuẩn nho khô nho chuẩn luôn đấy các bạn. Ăn rất là ngon luôn đấy. 90k mà nhá, 90k. Lên mã em sẽ là nho khô Mỹ nhá. Thì đây, nó nguyên hộp như này. Và bên trong là một cái túi. Đó. Xịn sò lắm các bạn. Hàng này nó là size to nhá, hàng size to, size lớn đấy này, jumbo size này, hàng size lớn đấy. Hàng size lớn. Date 2025 luôn nhá, date dài luôn, date lâu, date dài quá nhá, date lâu, date dài luôn đấy. Đó thì lên mã em sẽ là cái nho khô Mỹ nhá, nho khô Mỹ. Sẽ là 90k một hộp này nhầy, một hộp là 1 cân nhá, một hộp là 1 cân đấy. Chỉ có 90.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bán nhanh cho bác luôn. Tiếp theo đó là táo này, cũng rất là nhiều bác hỏi, đó là táo Hàn Quốc nhá, táo này của Hàn Quốc. Táo này thì 80.000 nhá, 80.000, một cái túi này cũng là 1 cân các bạn, một túi này là 1 cân. Táo thì cũng là táo xay to, táo khô. Táo này là về các bác cũng có thể ăn được như nho luôn. Đây, cũng có thể ăn được như nho này, nho này em đang ăn này rất là ok luôn. Đấy, còn táo là các bác cũng có thể về sử dụng trực tiếp hoặc là các bác có thể ví dụ như là trưng yến này rồi là nấu hầm thuốc bắc các thứ này. À, cũng hay có cái táo này. Lên mã em sẽ là táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đó. Một cái bịch táo Hàn Quốc này với giá sẽ là 80k. Một cái bịch này là 1 cân. Đấy, một bịch là 1 cân nhá. Táo Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc rất ok luôn. Size thì cũng là size to nhá, để bình thường các bác nhìn cái quả này. Cái quả ở chợ các thứ các bác mua đấy, quả nó tí thôi các bác nhìn này, như ngón cái luôn, to bự luôn này. Đó, rất là to luôn, size to luôn nhá, 80k. Một cái bịch táo Hàn Quốc nha. Còn nho thì sẽ là 90k. Đấy, nho khô Mỹ thì sẽ là 90k, còn táo khô Hàn Quốc thì sẽ là 80k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu các bác mua nhiều thì bên em sẽ gửi bác như thế nhá. Có thể là mua táo mua nho đều được. Đấy,
nho cũng rất là ngon mà táo cũng rất là ngon luôn. Cái này táo này là nhiều bác tiểu đường có thứ này đấy, các bác cao huyết áp này ăn rất là tốt luôn này, hoặc các bác mua về, các bác ra mua về để ngâm rượu nhá. Cái này em cũng đang ngâm rượu thực tế rồi, em thấy rất ok, uống rượu nó rất là dễ uống và các bác phi ngâm từ giờ ăn Tết là thoải mái luôn đấy, ngâm nó ra rất là nhanh, ngâm từ giờ ăn Tết thoải mái, ngâm rượu uống rất ok luôn đó. Táo Hàn Quốc 80, còn là nho thì sẽ là 90.000 thôi nhá, nho 90 táo 80.